Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì phiên họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tháng 2 năm 2022. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh. Tại phiên họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận về những nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành ra soát các văn bản báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, chính sách hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến đầu và một số dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cuộc họp cũng tập trung thảo luận về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri qua giám sát của thường trực và các ban hội đồng nhân dân thành phố đối với tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm, đồ án quy hoạch chung thành phố, tình hình cấp căn cứ công dân cùng một số nội dung quan trọng khác kết luận cuộc họp phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết cơ bản thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề lưu ý tổng hợp các ý kiến của đại biểu hội đồng nhân dân thành phố với 13 tài liệu báo cáo tại kỳ họp đề nghị ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương đôn đốc để trình thường trực thành ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương giải quyết dứt điểm một số nội dung còn tồn động nhất là những nội dung liên quan đến các kiến nghị của cử tri Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động thẩm tra theo thẩm quyền của mình, tăng cường phối hợp giám sát, kịp thời báo cáo kết quả của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như những vấn đề vướng mắc phát sinh đảm bảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.